Ok, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Điện Máy An Gia sẽ lên video tư vấn cho các bác cái cách chọn tiền sửa nhà tắm 3 bóng mà nó phù hợp và tránh những cái rủi ro khi mà chọn tiền sửa nhà tắm mọi người nhé. Thì đây hôm nay mình đây là cái màn hình máy tính của mình. Bên mình là Điện Máy An Gia thì cũng bán cái đèn sửa nhà tắm này rất là lâu rồi. Nếu mình bán là tính đến năm nay là 10 năm. 10 năm cho một cái thị trường đèn sửa nhà tắm từ những cái lúc nó rất sơ khai cho đến hiện tại bây giờ thì nó cũng khá là phát triển rồi, đúng không ạ? Còn khá phát triển mà thực ra là khi phát triển thì nó lại có một cái điểm yếu là hàng nhái, hàng giả rất là nhiều. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ lên video để tư vấn cho các bác về cách lựa chọn cái đèn sửa nhà tắm 3 bóng sao cho nó hợp lý và tránh được những cái rủi ro khi mà mua về hàng nhái, hàng rẻ. Hàng nhái mà nó không chất lượng, nó không đảm bảo, đúng không ạ? Đây thì là cái màn hình của mình, thì mình đang tìm một cái tiêu đề gọi là đèn sửa tắm 3 bóng loại nào tốt, nhưng mà nó không có cái bên nào biết những cái nào mà nó khá là mình theo như mình kinh nghiệm của mình về đèn sửa thì nó cũng không biết được chuẩn lắm. Đấy. Thì ở đây thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bác nhá. Hiện tại bây giờ nếu như mà trên thị trường bây giờ ấy, chắc là mình cũng không phải nói nhiều, nếu như ai đã biết về đèn sửa tắm rồi thì chắc không phải giới thiệu nhiều. Thì có ba cái hãng mà rất là nhiều người lựa chọn, đấy là đèn sửa tắm Heizen và đèn sửa tắm Cotman Han Brun, thì mình đánh giá nó cũng tương đương nhau, đúng không ạ? Thì trong đèn sửa tắm Heizen nhá. Heizen thì có con đèn sửa tắm HE3B này, đây như bên mình đang bán đây. Thì con này là con mà bán gần như là chạy nhất thị trường trong khoảng 6 năm lại trở lại đây, thì cái đèn sửa tắm 3 bóng này là một trong những cái mẫu mà đèn sửa tắm được rất nhiều người lựa chọn mọi người nhá. Nó có những cái ưu điểm như là thời gian bảo hành tới 10 năm này. Đúng không ạ? Thời gian bảo hành tới 10 năm. Đấy, và nó có cái tông màu là màu vàng mọi người nhá. Đây này, tông màu vàng này. Đấy, tông màu vàng. Thì cái màu vàng này nó sẽ làm cho mọi người khi mà mùa đông rét ấy thì nhìn vào thì nó sẽ ấm. Nó sẽ ấm thì dẫn đến là cái gì là người ta cũng thiết kế là tính cả rồi, làm sao mà khi mà vào trong không gian phòng tắm đó là ánh sáng vàng và thân bóng và bóng vàng thì nó gây một cảm giác nó sẽ ấm nhất là khi vào mùa đông, đúng không ạ? Đấy là cái con mà mình đang thấy là ở trên thị trường, kể cả mình và không phải mình nhá, mà mình rất là nhiều đối tác và mình làm rất là lâu rồi, thì các cái đối tác của mình cũng có cái thống kê trong khoảng 5-6 năm rồi. Đây thì thằng Heizen này là thằng mà được rất là nhiều người lựa chọn mọi người nhá. Đấy, tiếp theo thì có cái thằng Cotman. Thằng Cotman thì hiện tại bây giờ nó có cả hai mã mọi người nhé. Mã K3BH và K3BQ. Thằng Cotman cực kỳ tốt, thực ra là chất lượng của nó không kém hơn thằng Heizen nhiều lắm đâu, cũng của hãng Han. Nhưng mà cái thằng Cotman này thì có một cái điểm yếu của nó chính là cái hàng nhái rất là nhiều. Bên thương hiệu Han, thương hiệu Cotman này thì liên tục ra các cái mẫu mới, nhà sản xuất của hãng đấy. Như mình làm việc ấy thì là liên tục ra các mẫu mới để là gì, ví dụ như là năm 2018-19 thì là K3BH và 19-20-21 thì là K3BQ. Đó là ra các mẫu mới liên tục luôn. Đấy, ra mẫu liên tục để tránh hàng nhái mọi người ạ. Đây mình sẽ cho các bác xem cái hàng nhái nó như thế nào. Đây các bác này, đây này. Cái mẫu này là mẫu ngày xưa này. Đấy, rất là nhiều người không biết nhá, 82.000 hay là cái gì đấy, 410.000 đây. Đại khái như thế, những cái mẫu như thế này này. Giá rất là rẻ luôn, giá rất là rẻ. Ở trên Shopee bán rất là tràn lan nhé. Ở đây mình không phê bình Shopee mà mình phê bình những người bán không có tâm. Họ nhập những cái sản phẩm nó dập những sản phẩm nhái về và bán những cái sản phẩm này thì không kiểm định chất lượng. Đấy, thì mình xin phép là mình sẽ review luôn. Ở đây mình sẽ không nói shop nào đâu. Vì ở đây mình chỉ nói chung chung trên Shopee này thôi mọi người nhé. Đấy, nó sẽ tránh những vấn đề nhạy cảm. Nhưng mà đại khái là theo như mình là những cái giá ở tầm 290-390 này thì các bác lưu ý này. Đấy, chất lượng nó không đảm bảo đâu. Đấy, các bác cân đối nhá. Ở đây mình sẽ không nói một cụ thể bên nào. Ok. Đấy, thì nếu mà nổi tiếng mà trên thị trường bây giờ mà bán tốt thì và có hai cái thương hiệu đấy, và có cái thương hiệu Braun này cũng được này. Đấy, thương hiệu Braun này bây giờ nó thành Côn này. Đấy, mình bán từ cái đời đầu luôn ấy. Đấy, bán từ đời đầu. Hoặc là Han trắng thì bây giờ ít người dùng rồi. Han trắng thì bây giờ đây, ví dụ như cái thương hiệu ba bóng của Han trắng đây, cái thương hiệu này thì cũng bây giờ ít người dùng về bóng trắng, bây giờ ít người dùng lắm mọi người ạ. Đấy, trước thì nó khá là nổi luôn, trước khá là nổi mà rất là bền nữa, chứ con này bảo hành 1 năm thôi nhưng mà dùng đến 4-5 năm vẫn chả vấn đề gì cả. Nhưng con này là bóng trắng thì ít người dùng. Đấy, thì cơ bản như thế mọi người nhá. Thì hôm nay mình cũng lên video tư vấn qua cho mọi người về cách sử dụng cái đèn sửa nhà tắm. Đấy, cái đèn sửa nhà tắm và cách chọn đèn sửa nhà tắm 3 bóng. À, đèn sửa nhà tắm 3 bóng, quên mất mình không nói cái ưu điểm nhá. Ưu điểm của nó so với 2 bóng này, thứ nhất này
giá chênh nhẹ thôi, 100.000 một cái. Cái thứ hai là ba bóng thì mọi người có thể bật được một bóng, hai bóng và ba bóng, đúng không, riêng biệt được. Cái thứ ba là đèn sưởi nhà tắm ba bóng thì mọi người biết rồi, ví dụ như là ngày rét thì mọi người có thể bật một bóng, có thể bật hai bóng, và ngày bình thường thôi mình bật một bóng hoặc hai bóng, còn nếu mà ngày rét mình bật ba bóng thì cái giờ cái số tiền chênh lệch chỉ 100.000 thôi. Thì vì sao đèn sưởi ba bóng lại được nhiều người quan tâm hơn hai bóng là vì thế đó. Và khi tiếp nha mọi người nhá, thì mình đang nói về cái thì có cái điện thoại máy nó bị ngắt cái thì đó, thì là cái ba bóng thì bác có thể bật một bóng, hai bóng, ba bóng, thì ngày bình thường mình bật một bóng, hai bóng, có ngày rét thì mình bật ba bóng, thì có sự lựa chọn tốt hơn về công suất, đúng không ạ? Đấy là một cái ưu điểm rất là lớn giúp cho mọi người sử dụng đèn ba bóng nó được tối ưu hơn so với đèn hai bóng, đúng không ạ? Ok, thế thì hôm nay điện máy An Gia lên video tư vấn nhẹ thôi cho các bác, để các bác là chọn những sản phẩm sao cho nó có chất lượng và tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Riêng cái đèn Cuttman ấy thì rất là nhiều người dùng ấy, thì cái đèn Cuttman các bác lưu ý nhá, đèn Cuttman là rất nhiều hàng nhái luôn mọi người nhá. Nên là khi mà mua ấy thì các bác phải tỉnh táo một chút, và đèn nó không có cái giá 200-300 đâu mọi người ạ, 300-400 cũng có, 500 cũng có đâu ạ. Đến bản thân như đại lý chúng mình nhập vào cũng không có cái giá đấy đâu. Đấy nếu hàng chính hãng nhá, còn nếu mà hàng nhái mình không quan tâm thì thực ra bản chất là xưa giờ bên mình không bán hàng nhái. Đấy nhưng mọi người phải hiểu là cái giá mà từ khoảng mấy trăm, 600-700 thì cũng không có đâu mọi người ạ. Đấy. Nhập không có cái giá đấy đâu, bọn mình nhập ra hàng chính hãng không giá đấy đâu. Đấy. Mỗi cái đèn sửa bọn mình cũng chỉ lãi tầm được, nói thật là cũng tầm được khoảng 200, có thể 250. Thế thôi, đấy thì bây giờ bán thì người ta cũng phải bán mình có lãi các bạn, chứ không thể bán tràn lan được, đúng không ạ? Đấy. Thì khi mọi người chọn đèn sửa tắm, nhất là đèn sửa Cuttman nhé, mình lưu ý luôn là rất nhiều hàng nhái, nên là cái giá mà cứ thấy rẻ rẻ mà vài trăm thì các bác nên lưu ý nhá, vì cái hiện tượng cháy nổ đã là có rồi, rất nhiều rồi nhá. Đấy, ok rồi, chào mọi người.